Xin chào quý vị bạn. Nếu mà hiện tại bây giờ chúng ta đang tìm kiếm một mẫu xe đâu đó loanh quanh khoảng 800 triệu. Vậy thì đây cũng sẽ là một sự lựa chọn không tồi. Ở tầm giá 800 thì các bạn có thể kể đến ví dụ như các dòng sedan hạng C, Kia Cerato, Mazda 3, Toyota Altis, Hyundai Elantra. Và nếu mà cố một chút xíu mình cũng có thể mua được sedan hạng D, đó chính là cái Kia Optima. Tuy nhiên thì ở cái phân khúc đó và với cái đối tượng khách hàng như vậy thì thường hầu hết các bạn trẻ hay ưa thích sử dụng những cái mẫu xe kiểu như thế này, gầm cao 5 chỗ, và gọi theo một ngôn ngữ về chuyên ngành ô tô thì nó là cái dạng xe crossover. Hôm nay thì tôi sẽ gửi đến các bạn cái xe Hyundai Tucson, đây là phiên bản tiêu chuẩn, có giá bán khoảng 775 triệu, 780 triệu tùy thời điểm. Và đây, tôi đang cầm trong tay chính là chiếc chìa khóa của mẫu xe Tucson này, một chiếc chìa khóa thông minh. Cảm giác đầu tiên khi cầm cái chìa khóa này thì thật sự ra là nó giống hệt như chìa của i10, cũng giống như là chìa của Elantra, không có cái gì quá đặc biệt cả. Còn bây giờ thì chúng ta đi tổng thể một vòng quanh cái mẫu xe Tucson này đi. Nói về Tucson thì thật ra nó cũng không mới lạ tại Việt Nam đâu. Tucson này đã xuất hiện cách đây rất lâu rồi, và trước đây thì nó được phân phối theo cái hình thức nhập khẩu nguyên chiếc. Những chiếc Tucson máy dầu đời 2015-2016 ở thời điểm hiện tại vẫn là những cái món hàng rất là hot trên thị trường, và cả dân mua xe cũng như là khách hàng cũng thường xuyên tìm đến. Cho đến thời điểm khoảng 2017 thì mẫu Tucson này chính thức chuyển từ nhập khẩu nguyên chiếc sang lắp ráp trong nước tại nhà máy của Ninh Bình. Sau một số lần thay đổi và gần nhất thì chiếc Tucson, đây là phiên bản 2019 hoàn toàn mới, đã ra mắt. Thật sự gọi là mới thôi, nhưng mà nếu mà như theo cá nhân của tôi thì có lẽ bản này mình cũng chỉ nên gọi là một bản Philip nâng cấp nhẹ giữa dòng đời. Nó chưa phải là một cái bản men ở trên, tức là một bản thay đổi tổng thể đâu. Bây giờ thì chúng ta cùng tìm hiểu một chút đi về cái mẫu xe Tucson bản tiêu chuẩn này được lắp ráp tại Hyundai thành công. Nó có những cái gì đặc sắc, và với cái mức giá 775 triệu thì các bạn có lựa chọn cái mẫu xe này không? Hay là chúng ta sẽ lựa chọn một chiếc sedan có khả năng vận hành êm ái hơn nhưng nó lại không thật sự tiện dụng và thể thao? Trong các phiên bản Hyundai Tucson 2019 thì phiên bản Hyundai Tucson 2.0L tiêu chuẩn được coi là bản có tính cạnh tranh cao. Bởi vì ngoài mức giá khá mềm thì phiên bản này còn sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật để tiệm cận với bản đặc biệt. Hyundai Tucson 2019 máy xăng tiêu chuẩn được thiết kế theo ngôn ngữ điêu khắc dòng chảy. Ngôn ngữ này tạo nên một mẫu SUV bề thế, vững chãi, đậm chất nam tính. Xe có chiều dài cơ sở 2670mm, kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4475, 1850 và 1660mm. Cùng với đó, khoảng sáng gầm đạt đến 172mm. Đầu tiên đi, phải nói đến kích thước của chiếc Hyundai Tucson này. Thì Tucson có một cái thông số dài, rộng, cao đạt mức độ tiêu chuẩn của một dòng xe crossover 5 chỗ. Xe dài 4486mm, rộng khoảng hơn 1m8 và cao khoảng sấp xỉ 1m7. Đó là những thông số cơ bản. Điểm đáng chú ý nhất của cái mẫu crossover 5 chỗ thì có lẽ là chúng ta phải kể đến cái khoảng sáng gầm này. Khoảng sáng gầm xe tại điểm thấp nhất của Hyundai Tucson ấy, thì nó đạt 172mm, đi kèm với cái góc thoát trước rất là rộng. Đó chính là một trong những cái cơ sở chúng ta có thể thoải mái leo vỉa hè đi. 172mm các bạn nhé, vượt trội hơn hoàn toàn so với sedan, đấy là điều chắc chắn rồi. Có một chút cũng đáng nói về những cái thông số kích thước, đó chính là cái chiều dài cơ sở. Thì cái chiều dài cơ sở của xe Hyundai Tucson này nó đạt khoảng 2670mm. Chiều dài cơ sở được tính từ tâm bánh trước đến tâm bánh sau. Cái chiều dài cơ sở càng lớn thì trên lý thuyết chiếc xe nó sẽ càng vận hành ổn định, và cái khoảng không gian để bố trí cái khoang hành khách nó cũng sẽ rộng rãi hơn rất nhiều. Do đó ở cái số đo 2670mm thì thật sự là Hyundai Tucson này nó không thua kém bất kỳ một cái mẫu sedan hạng C, thậm chí là hạng D nào trên thị trường. Thông thường một mẫu sedan hạng C thì nó sẽ có cái thông số chiều dài cơ sở nó rơi khoảng 2700mm, tâm của hai bánh xe khoảng tầm 2m7, đó là về chiều dài cơ sở. Sau khi mà tìm hiểu về cái thông số kích thước thì bây giờ sẽ đến phần ngoại thất. Chiếc xe này được chuẩn bị bàn giao đến tay khách hàng nên Hyundai Lê Văn Lương có trang trí rất là đẹp, những cái trang thiết bị kiểu như thế này chào đón chủ nhân mới. Sau khi mà tôi lật hết lên thì các bạn có thể quan sát tổng thể luôn, chi tiết hơn về cái phần đầu xe. Phần đầu xe Hyundai Tucson 2.0L tiêu chuẩn
có được sự cân đối giữa vẻ trẻ trung, năng động với các đường nét mềm mại và uyển chuyển. Xe sử dụng lưới tản nhiệt kiểu lục giác với 3 thanh ngang khỏe khoắn. Lưới tản nhiệt này được viền bởi giải mạ chrome sáng bóng, đậm tính sang trọng. Liên mạch với lưới tản nhiệt là cụm đèn trước projector cùng thiết kế tinh tế và sắc sảo. Không chỉ vậy, cụm đèn này còn có giải LED chạy ban ngày, tăng thêm độ sang chảnh cho đầu xe. Thấp xuống phía dưới là hai đèn sương mù halogen đặt trong hốc sâu, góc cạnh, đậm nét cá tính. Ở ngay phần đầu xe này chúng ta sẽ có một cái thiết kế, một cái thác nước kiểu như thế này. Đó. Và đặc biệt này, với một chiếc crossover 5 chỗ thì bao giờ cũng vậy thôi. Riêng dòng SUV và crossover sẽ phải ưu tiên những cái thiết kế theo cái chiều ngang như thế này. 4 thanh mạ chrome rất là to bản, đi kèm với một lưới tản nhiệt được dập theo kiểu tổ ong. Điều này ấy, thì nó sẽ tạo cho chiếc xe có được một cái sự khỏe khoắn. Và ngay lập tức khi các bạn nhìn vào thì đây nó sẽ là một cái thể thống nhất luôn. Chúng ta cần một cái dáng vẻ bề thế và thể thao trên một mẫu xe thể thao 5 chỗ. Lui sang bên cạnh thì tôi sẽ có một bộ đèn. Hơi tiếc một chút khi ở cái phiên bản tiêu chuẩn này này thì cái hệ thống đèn nó chỉ được trang bị là đèn halogen, tức là cho ánh sáng vàng. Ở trong đó mình sẽ quan tâm đến một số các vấn đề. Thứ nhất, đèn cốt này được trang bị là bóng projector, có nghĩa là dạng bóng chiếu các bạn nhé. Còn với đèn pha thì chúng ta vẫn là halogen phản xạ đa hướng. Ở đèn cốt thì chúng ta sẽ có một cái sự tập trung ánh sáng rất là tốt, bởi vì chúng ta đó là đèn projector. Ở đèn pha thì chúng ta cầm một cái khoảng sáng rộng hơn, cái tầm chiếu xa tốt hơn. Và lý do đó chính là sở hữu, chính là chiếc lý do mà chiếc Tucson này sở hữu cái đèn pha là đèn phản xạ đa hướng. Đèn xi nhan thì được đẩy lùi ở vị trí nhỏ nhất này. Trong khi đó, dọc theo tay tôi gấp xuống dưới này, chúng ta sẽ có một cái dải đèn LED ban ngày. Xuống khu vực phía dưới này đi, chúng ta sẽ có sẵn một cái đèn sương mù như thế này. Và như các bạn đang quan sát thì đây là phiên bản tiêu chuẩn, do đó là Tucson sẽ không trang bị những cái tính năng ví dụ như là cảm biến phía trước hoặc là cảm biến góc trước, mà nó chỉ dừng lại ở mức độ tiêu chuẩn như thế này thôi. Cụm đèn này thì cũng không có quá nhiều điều để nói đâu, nó chưa phải là cụm đèn xuất sắc nhất ở trong cái phiên bản Tucson. Tự động bật tắt thì cụm đèn này nó chưa có cái một cái công nghệ gì gọi là quá đặc biệt cả. Đó chính là về cái phần đầu xe. Chúng ta lui một chút về cái phần thân xe đi. Phần thân Hyundai Tucson 2019 máy xăng tiêu chuẩn được trang bị gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, có chức năng chỉ điện và gập điện. Cùng với đó là các đường dập nổi, uốn lượn dọc thân xe, tăng thêm tính hấp dẫn với khách hàng. Phiên bản này sử dụng mâm 17 inch với thiết kế chấu góc cạnh, khỏe khoắn. Phần thân xe thì chúng ta sẽ có những cái điểm đáng chú ý. Đầu tiên, tay nắm cửa thì mạ chrome, có tích hợp cái nút bấm mở cửa thông minh. Và khi tôi chỉ cần cầm chìa khóa theo bên cạnh thôi, bấm nhẹ, cửa đã khóa. Tương tự như vậy, bấm nhẹ, cửa cũng sẽ mở. Đó. Ở bên cạnh cái nút bấm khởi động thông minh này, nó có một cái lỗ cắm chìa khóa cơ nhỏ. Và cái này sẽ sử dụng ấy, trong trường hợp xấu nhất, vài năm sau các bạn đi hết pin hoặc nó gặp một cái vấn đề trục trặc gì liên quan đến chìa khóa cơ này, chúng ta hoàn toàn có thể mở được. Đây, bấm nhẹ vào đây và tôi rút được cái lẫy chìa khóa cơ ra. Ôi, hơi tiếc là cái này nó dính chặt rồi. Ôi, không sao cả, chúng ta rút chìa khóa cơ và cắm thẳng trực tiếp vị trí này, chúng ta có thể mở cửa được. Ở phần bên hông này của Tucson có một cái gương chiếu hậu cùng màu thân xe, tích hợp cái xi nhan LED trên gương như thế này. Và phiên bản này thì chúng ta cũng không có một cái tính năng rất là hay, đó chính là cảnh báo điểm mù. Phiên bản tiêu chuẩn chúng ta sẽ không có. Lui xuống phía dưới đi, đây là phần mà có lẽ là cá nhân tôi cảm thấy không hài lòng. Chúng ta có một cái bộ la răng, nó có gì đó nó hơi bình thường quá mức so với một cái mẫu xe thể thao 5 chỗ như thế này. Tôi cần một chiếc la răng phay cắt kết hợp tông màu đen trắng để theo được xu thế, bắt được trend và tạo chiếc xe có một cái sự khỏe khoắn nhất định. Ở phiên bản này thì Tucson đang sử dụng cái la răng có thông số là 225/60R17, có nghĩa là bề mặt lốp là 225mm, la răng kích thước là 17 inch. Đây là một thông số có thể nói là chỉ dừng lại mức độ trung bình, không có gì quá đặc sắc cả. Nếu các bạn có điều kiện, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi một số những cái chi tiết về cái hệ thống này để chúng ta có thể có được cái sự vận hành êm ái hơn. Ví dụ, tôi sẽ lên một khối la răng 18 inch của phiên bản turbo hoặc cái phiên bản 2.0, rất đẹp luôn, phay cắt.
tôi có thể nâng cấp một chiếc lốp Grugen này theo xe để chuyển thành một lốp Bridgestone. Điều đó thì sẽ dẫn đến cái việc mà chiếc xe nó cảm giác êm ái hơn rất nhiều. Đó là một trong những cái gợi ý nhỏ nhỏ của tôi thôi. Về phần hông xe này, là thân xe, Tucson thì sử dụng hai cái đường dập duy nhất. Có thể các bạn hơi khó quan sát. Đây, một đường dập nối từ vị trí này cho đến hết cái cụm đèn phía sau, và đường thứ hai sát cái mép cửa dưới cho đến sát mép cửa sau. Cái điều này ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái việc mà định hình cho chiếc xe nhìn nó cảm giác nó cứng gáp và nó khỏe khoắn hơn. Ở phần bên cạnh này, khi mà tôi bóc một cái lớp bảo vệ này ra thì chúng ta sẽ có một cái nẹp chân kính mạ chrome rất là đẹp. Đấy. Đó là về phần thiết kế bên hông. Các bạn lưu ý là ở chiếc xe mẫu xe Tucson này nhá, chúng ta chưa có cái bệ lên xuống đâu. Sẽ phải trang bị thêm, bởi vì với một chiếc xe gầm cao như thế này thì tôi thích có một cái bậc dẫm ở đây. Và các bạn có thể nâng cấp bằng bậc dẫm cơ hoặc bậc dẫm điện. Chi phí thì nó loanh quanh đâu đó từ vài triệu đến khoảng hơn chục triệu. Các bạn cần thì có thể liên hệ với số hotline bên dưới để được tư vấn. Đây là phần đuôi xe của mẫu Tucson này. Ở phần đuôi xe này có một tính năng tôi rất thích ở trên mẫu xe Tucson, nhưng mà phiên bản này thì lại không có. Chúng ta chỉ có thể nhấn giữ ở đây để mở cốp chẳng hạn, hoặc là các bạn có thể mở cốp tại vị trí này. Đấy. Hơi tiếc một chút khi cái cốp này này thì nó chỉ là cốp cơ thôi nhá, nó chưa phải cốp điện, không có đá cốp, không có gì cả. Đây là một trong những điểm hơi bị đáng tiếc một chút. Còn tổng thể các bạn quan sát này, cái phần đuôi xe này gần như nó không thay đổi gì so với phiên bản trước đây đâu. Một cái giải đèn LED, đèn xi nhan, đèn báo lùi. Ở đây chúng ta có sẵn 4 cảm biến, 2 cảm biến sau, 2 cảm biến góc. Camera lùi cũng đã được trang bị rồi. Đó. Trên này thì chúng ta sẽ có một cái đèn báo phanh trên cao được gắn kèm với một cái đuôi gió này. Trên cùng kia là giá nóc có tích hợp sẵn cái anten vây cá mập. Các bạn nhìn này, ở phía dưới này, toàn bộ phần cản này thì được sơn đen hết để tạo điểm nhấn cho chiếc xe. Nhưng mà hầu hết các khách hàng khi mà sử dụng mẫu xe Tucson này, người ta có một cái sự lựa chọn nâng cấp tôi nghĩ là rất hợp lý. Tháo bỏ và thay thế bởi một bộ lipo thể thao, giả bô, giả đô bôi luôn, cực kỳ đẹp. Bởi vì phiên bản này ấy, nó chỉ là bô đơn thôi. Nhìn như thế này đằng sau này, toàn bộ cái phần này chúng ta đã không có điểm nhấn gì rồi. Đấy, rất là trống trải, không có điểm nhấn. Dưới này chúng ta nên tạo một điểm nhấn bằng những cái lipo như vậy thì sẽ ổn định hơn rất nhiều. Bây giờ thì tôi mở cái cốp này ra đi, xem bên trong nó có rộng rãi không. Các bạn nhìn nhá, đây là hàng ghế này. Mà sau khi tôi đã gập cái không gian hàng ghế thứ hai xuống thì nó rộng như thế này. Đâu đó nó cũng phải tầm 1m7 nếu tính từ đây mà vào đến lưng hàng ghế thứ nhất. Nếu mà tôi dựng cái hàng ghế thứ hai lên thì sao? Đây, tôi sẽ dựng lại cho các bạn xem. Tất cả là gập bằng cơ hết các bạn nhé. Thoải mái, rộng rãi luôn. Vài cái vali, mệt mỏi chúng ta có thể nghỉ ngơi. Đó là về phần cốp rất là rộng. Ở dưới này nhé, chúng ta này, sau khi bạn lật lên thì tôi sẽ có kích lốp dự phòng, dụng cụ sửa chữa. Đó, được trang bị rất là đầy đủ luôn, đảm bảo cho các bạn có thể yên tâm trong những cái chuyến đi dài. Ở hai bên này này, chúng ta có những cái hộc nhỏ nhỏ để có thể để thêm đồ nếu mà các bạn thật sự cần thiết. Đó. Rồi, đó là cái thiết kế bên ngoài cũng như là cái tiện nghi về phần cốp. Ngày hôm nay thì tôi xin phép dừng cái bài sơ lược một vòng tổng quan bên cạnh chiếc Tucson phiên bản tiêu chuẩn này. Hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video phần 2, khi mà chúng ta sẽ tiến vào bên trong xe để xem xét chi tiết hơn về nội thất, tiện nghi, khả năng vận hành cũng như là tính năng an toàn của mẫu xe Tucson bản tiêu chuẩn 2019 này. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Các bạn vui lòng đăng ký ủng hộ kênh và bấm vào nút chuông để chờ đón những video mới nhất. Xin cảm ơn ạ.